Xin kính chào quý vị. Chúng tôi là bác sĩ Kimberly, tổng giám đốc của công ty Apogee International. Ngày hôm nay, chúng tôi rất được vui mừng để trò chuyện với quý vị. Thưa quý vị, khi mà Kimberly được rất nhiều quý vị từ Việt Nam gọi đến request để tham khảo da trực tiếp, Kimberly rất là vui mừng là vì, thưa quý vị, Kimberly thì là chuyên về thẩm mỹ da. Nói đến thẩm mỹ da thì chúng ta gồm có nám, mà quý vị biết là Kimberly là người nghiên cứu có hai loại nám khác nhau. Bởi vậy nhiều quý vị chữa nám mà chỉ biết có một loại nám thì quý vị thấy là chữa hoài không hết, mà kết quả là nám lan ra là vì chúng ta đã chữa sai. Ở bên Mỹ này thì công ty của chúng tôi được rất hân hạnh thưa với quý vị là chúng tôi chữa cho phần lớn những người ở hải ngoại. Khi nói đến thẩm mỹ da thì chúng ta có nám và chúng ta có mụn. Và khi nói đến mụn thì cái cách, cái phương pháp chữa trị của chúng tôi cũng rất là khác. Tại vì khi mà chúng ta đã dùng qua những cái thuốc mà của bác sĩ da liễu thì quý vị thấy rằng làn da của quý vị bắt đầu bị nhạy cảm, bị khô, bị rát, khó chịu, làn da càng ngày càng đỏ. Và dĩ nhiên là rốt cuộc hy sinh cái làn da nhưng mà thấy mụn vẫn không hết. Đó là lý do mà nhiều người cũng gọi đến công ty của chúng tôi, Apogee International, để tham khảo về về mụn. Thưa quý vị, thì cho Kimberly ngày hôm nay cái để mở đầu để chúng ta có thể nói chuyện, trò chuyện với nhau trong cái buổi đầu tiên, Kimberly xin có thể nói cái sự khác biệt giữa công ty Apogee, là cái thương hiệu Apogee mà đã có trên thị trường 30 năm nay, đã hơn 30 năm rồi thưa quý vị, và cái sự khác biệt với những cái thương hiệu mà quý vị đã thường xài ở bên Việt Nam. Nhiều quý vị khi mà qua bên Mỹ này định cư thì quý vị cũng đến văn phòng của chúng tôi để tham khảo, và Kimberly được biết là quý vị dùng rất là nhiều kem trộn. Những cái gì mà quý vị đã dùng, Kimberly cũng đã từng nghiên cứu. Và ngày hôm nay, thưa gửi đến quý vị những cái thông tin mà Kimberly cảm thấy rất là quan trọng để quý vị có thể thận trọng hơn khi nói về chữa nám, chữa mụn, chữa nhăn và làm đẹp cho chính mình. Tại có nhiều khi chúng ta vì những cái gì mà chúng ta đã có, mình gọi là cái phương tiện đi, để chữa cho làn da ở Việt Nam, nó không có thích hợp cho lắm. Tại vì cái cách chữa của, hay là cái thành phần ở trong những cái kem của quý vị ở bên Việt Nam, nó có chất, gọi là nếu mà quý vị dùng kem trộn, quý vị biết là có chất thủy ngân rất là nhiều. Mà chất thủy ngân thì đôi khi nó không có mùi, thành ra chúng ta không phân biệt được. Kimberly không thể nào mà nói với quý vị là cái kem đó nó có chất thủy ngân hay là không có, để gọi là có thể nói là báo động cho quý vị biết một khi quý vị mở cái hũ kem ra và nhìn như thế nào. Kimberly không thể nào nói được là tại sao, tại nó không có mùi và cái màu của nó cũng không có màu luôn. Thành ra quý vị có thể mình căn cứ theo là cái cách chữa. Khi quý vị nào mà thấy kem của mình, cái thương hiệu của mình dùng mà mình thấy nó chữa nám thật là nhanh, quý vị nhớ là nhanh. Người ta có cái câu là dục tốc bất đạt, nhanh nghĩa là không có tốt. Dạ, kết quả là nếu cái gì nhanh thì tốt, chứ còn nói về chữa da mà nhanh thì là không tốt. Nếu mà mình nói về cái máy vi tính thì quý vị nhớ là ấn một cái nút nó xuất hiện lên, nó nổi lên, hay là nó cái màn hình của mình nó sáng lên thì đó nhanh là tốt. Nhưng mà nói đến làn da thì nhanh không tốt. Cái chất thủy ngân á, nó tẩy rất là nhanh. Và sau khi quý vị dùng đâu cỡ một tuần có thể nó tẩy trắng hết cái làn da. Vì quý vị ham làm trắng da, phải không quý vị? Quý vị rất là thích, phụ nữ nào cũng thích trắng da. Nhưng mà có cái trắng á, trắng á mà khỏe mạnh, đó là cha sanh mẹ đẻ mà mình trắng thì không sao. Nhưng nếu mà trắng là vì do mình tắm trắng hay là mình làm trắng hay mình tẩy trắng mà dùng cái chất thủy ngân thì quý vị biết là nó từ từ nó thấm vào trong cái mạch máu và đó chính là cái mà chúng ta sẽ nói nhiều hơn, nó sẽ làm hại cơ thể của chúng ta, chẳng những hại làn da mà còn hại thêm cơ thể của chúng ta, hại cái thần của chúng ta nữa. Thành ra quý vị nhớ rằng khi mà tẩy trắng mà nhanh như vậy mà quý vị thấy làn da của quý vị sáng hay là đẹp, cái nám nó đã bay đi hết trong thời gian khoảng một tuần, hai tuần, thì quý vị nhớ rằng sau đó cái làn da nó sẽ bị nám nhiều hơn.
Nhiều quý vị đã gọi đến công ty của chúng tôi qua những người bạn bè hay là gia đình ở bên Mỹ này, nói rằng bây giờ gia đình tôi, bạn bè tôi bị như vậy thì bây giờ chữa như thế nào. Khi được tham khảo với quý vị trực tiếp thì chúng tôi đã dùng Apogee để giúp cho những quý vị nào bị làn da bị tổn thương do những hóa chất mạnh như vậy. Thì thưa quý vị, Apogee nó có nhiều cái mà quý vị nên đón tiếp tục xem các chương trình của chúng tôi. Kỳ tới Kimberly sẽ nói về rõ về cái cách chữa trị bằng Apogee và hai loại nám khác nhau. Cái loại nám của quý vị là loại nám nào? Nếu quý vị có thắc mắc mà không chờ được đến kỳ tới thì thưa quý vị có thể gọi chúng tôi 24 trên 24. 7 ngày trong tuần quý vị có thể gọi cái số ở Việt Nam, quý vị có thể liên lạc qua cái số Zalo. Và chúng tôi cũng có người trả lời phone ở số Viber, cũng như là nếu quý vị nào muốn FaceTime để được nói chuyện trực tiếp để biết cái tình trạng của làn da như thế nào và cách chữa trị như thế nào là chữa cho nó đúng và một cách an toàn. Đó là cái phương pháp dưỡng da Apogee thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và Kimberly xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.